Chào cả nhà, hôm nay mẹ và bếp sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình làm món chay, đó là món bò bía. Bò bía chay, món này rất là dễ ăn mà cũng rất là mát ha. Sau đây mình sẽ giới thiệu nguyên liệu để làm món bò bía chay. Chúng ta sẽ mua cà rốt và củ sắn. Cà rốt, củ sắn thì chúng ta sẽ rửa sạch, bóc vỏ và chúng ta sẽ sắc sợi. Không cắt nhuyễn lắm ha, chúng ta sẽ cắt khoảng vừa để chúng ta có thể cuốn với bò bía. Nguyên liệu tiếp theo là chúng ta sẽ mua 3 miếng tàu hũ. Mình đi kiếm lạp xưởng chay nhưng mà không có, cho nên là họ giới thiệu mình là cái miếng heo quay chay này ngon lắm, cho nên mình mua thử để làm thử. Đây là lần đầu tiên mình mua heo quay chay. Nếu mà các bạn trứng được thì các bạn có thể làm trứng gà ha. Mình thì ăn chay ăn trứng được, cho nên là mình mua 4 trứng gà cộng với lại tương chay, bánh tráng, hành tím. Và dĩ nhiên là chúng ta cần phải có rau sống, gồm có xà lách và các loại rau thơm. Rồi, món này rất là đơn giản luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh trứng gà ra. Và chúng ta sẽ cho dầu vào chảo để chúng ta chiên cái phần trứng gà này. Trứng gà này mình đã cho một ít nước mắm chay vào, hoặc là mình có thể cho một muỗng bột nêm chay thôi, cho nó có xí gia vị. Tiếp theo chúng ta sẽ cho dầu vào chảo để chúng ta tiếp tục chiên tàu hũ chay và cái phần heo quay chay của mình. Sau khi chúng ta chiên tàu hũ chay rồi đó thì chúng ta sẽ cho một ít hành tím vào chảo để chúng ta xào luôn cái cà rốt và sắn dây. Cà rốt sắn dây này thì các bạn cho vào đây khoảng 2 muỗng bột nêm nhỏ và một xíu muối. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần chúng ta lấy máy sinh tố để chúng ta xay nhuyễn cái tương hột. Và chúng ta sẽ bắt đầu chế biến cái tương hột này. Chúng ta cho một ít dầu vào chảo. Và chúng ta sẽ cho hành tím vào. Chúng ta đảo cho hành nó nóng rồi. Chúng ta sẽ cho cái phần tương chay vào. Cái tương chay này nó hơi mặn đó các bạn, cho nên là các bạn sẽ nêm đường nhiều một chút ha. Mình cho 2 muỗng canh lớn đường luôn và 2 muỗng bột nêm nhỏ. Cái món bò bía này nó ngon hay không là cũng do mình làm món tương đó, cho nên là nếu mà tương các bạn nếm lại mà thấy nó vẫn còn mặn thì chúng ta có thể cho thêm một muỗng đường nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sắc sợi trứng gà. Sau khi là chúng ta đã chiên rồi, chúng ta sắc ra. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu sắc tàu hũ. Tàu hũ chúng ta cũng sắc một miếng dài ha. Các bạn sắc cho vừa tầm thôi để khi các bạn cuốn với bò bía nó vừa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt luôn cái phần heo quay chay. Như mình đã nói với các bạn là thật ra mình muốn làm lạp xưởng chay, nhưng mà mình tìm không có thấy. Và cái cô bán đồ chay giới thiệu là cái heo quay chay này rất là ngon, cho nên mình mua mình làm thử. Thì chúng ta cũng sẽ cắt cái heo quay chay này thành một miếng dài ha, sợi sợi dài. Rồi bây giờ sau khi mình cắt xong hết mấy cái nguyên liệu này rồi ha, thì mình sẽ bắt đầu cuốn bò bía. Thì cuốn bò bía thì quý vị có thể cuốn trên một cái đĩa lớn. Mình thì mình lấy cái mặt phẳng là cái bàn này mình cuốn luôn, mình trải một cái lớp bọc thực phẩm. Đó, nguyên liệu của mình thì chỉ có như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh tráng nè, bỏ rau vào. Sau đó chúng ta sẽ cho trứng vào, cà rốt, sang củ sắn, tàu hũ
và nếu có lạp xưởng chay hoặc là ở đây là heo quay chay, và chúng ta chỉ cuốn thôi các bạn, rất là dễ luôn đó. À, rất là đẹp ha. Vừa làm thêm cuốn nữa nè, demo cho mọi người coi nè, rau nè, salad rau thơm, tàu hũ, trứng, cà rốt, sắn dây. Rồi chúng ta chặn hai bên gốc và chúng ta cuốn thôi, rất là dễ luôn ha. Xấu đẹp gì cũng được, gia đình mình ăn mà. Đây đó, cũng rất là đẹp mắt nha, không quá to không quá nhỏ. Rồi như vậy là mình đã xong cái phần món bò bí chay ngày hôm nay đã. Thì để ăn với bò bí chay này chúng ta cần phải có tương, và chúng ta đã làm tương rồi thì chúng ta bỏ vào đây một ít đậu phộng và ớt thôi ha. Đấy thì đây là một cái món mà cũng có thể thay thế cho những ngày chay, đôi khi mình không biết ăn gì, ăn cơm hoài nó ngán, thì chúng ta có thể làm cái món bò bía chay này để mà đãi cho gia đình của mình hoặc là bạn bè đó. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh Mẹ Vào Bếp. Mong các bạn hãy đăng ký kênh Mẹ Vào Bếp để mà đón chào thêm nhiều cái món ăn mới ha, để mà nấu cho gia đình của mình. Bây giờ Mẹ Vào Bếp xin chào và hẹn gặp lại.